Thưa quý vị và bà con, cà phê là cây trồng chủ lực, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của vùng đất Tây Nguyên. Tuy nhiên, trên thực tế, lợi nhuận mà cây cà phê mang lại cho người nông dân thì lại chưa tương xứng do những thách thức về sản xuất và biến động của thị trường. Điều đó đặt ra vấn đề các tỉnh Tây Nguyên phải có chiến lược để xây dựng thương hiệu giá trị, đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là cách để giúp các nhà vườn tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng. Và ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng đến với chuyên mục Nông nghiệp thông minh để lắng nghe sự chia sẻ, bàn luận của các chuyên gia về vấn đề này. Thưa quý vị và bà con, thời tiết thì diễn biến ngày một thất thường. Nếu không có những giải pháp canh tác phù hợp, thì những người trồng cà phê sẽ phải đối diện với rủi ro, sụt giảm năng suất và chất lượng. Chính bởi lẽ đó, ứng dụng khoa học công nghệ để có thể cải tạo đất và nâng cao dinh dưỡng cho cây trồng là điều mà rất nhiều những nhà vườn đang quan tâm. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng đi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với sự tham dự của một vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, ông Bùi Huy Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam. Xin chào các quý vị khán giả. Rất cảm ơn khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi một phóng sự sau. Đắng và đậm mùi thơm của đất, đó là những tính từ được dùng để miêu tả về hạt cà phê Robusta của Việt Nam. Hiện nay, cây cà phê được coi là một trong những cây trồng chủ lực của nền công nghiệp nước ta trước những biến đổi khôn lường của thời tiết. Tuy nhiên, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong suốt nhiều năm, người nông dân vẫn phải đứng trước những khó khăn thách thức. Hiện tượng biến đổi khí hậu, hạn hán, mưa trái mùa làm cho tình trạng sâu bệnh nấm hại phát triển, ảnh hưởng tới năng suất chất lượng cây cà phê. Thêm vào đó là tình trạng giá vật tư đầu vào tăng cao, giá cà phê quay đầu giảm, vòng xoáy nợ nần bủa vây bà con. Mấy năm vừa rồi đây là cái giá cả thì nó bấp bênh. Giá vật tư thì nó tăng rất là cao. Tôi nói như cách đây khoảng 3 đến 4 năm, thì một bao phân NPK, nó một bao phân tổng hợp là nó nằm vào khoảng trung bình là 500 ngàn một bao, mà đến như năm vừa rồi nó lên đến cả 1 triệu một bao. Mua phân, ví dụ bảo mình mua phân mà bây giờ không có cái loại phân mình thích thì họ đưa phân khác thì mình phải bắt buộc mình phải lấy thôi. Rồi xong rồi ví dụ mình lấy mà không có tiền thì họ phải bán giá đầu tư tiền lời cho mình. Tiền lời, có những đại lý thì họ vẫn để cái giá thấp cho mình, còn có những đại lý thì họ vẫn bán giá cao ngất ngưỡng. Đắt nhưng không sát ra miếng. Một thực trạng hiện nay là nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên phải chi ra số tiền lớn nhưng vẫn mua phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Hầu như là những cái sản phẩm lân mà không qua những đơn vị lớn, họ chỉ lấy cái lân này làm cái nền thôi. Tôi ví dụ như trong một bao phân mà chỉ là 0,5% P2O5 hữu hiệu, trong lúc sản phẩm lân Lâm Thao chúng ta là nó đến 16%. Người nông dân nếu mua phân đấy về thì họ sẽ gánh chịu rất nhiều cái hậu quả. Cái thứ nhất là giá thành, và nghiêm trọng hơn nữa là nó tạo chẳng qua là chất trơ trong đất thôi. Nó làm coi như là gọi là dơ đất ấy. Để cái hậu quả sau này mà xử lý mà để mà cho đất nó là cái như nó sạch lại thì cái đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Thưa ông Bùi Huy Hiền ạ, hiện nay thì với tác động của biến đổi khí hậu cũng như là tình hình canh tác cà phê, thói quen canh tác truyền thống thì bà con nông dân của chúng ta đang phải đối diện với những nguy cơ và rủi ro như thế nào ạ? Về nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân khách quan là do là thời tiết khí hậu. Như chúng ta đã biết, ở Tây Nguyên có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Nếu như mùa khô thì bao giờ nó khô rồi, mà không có nguồn nước tưới thì nó bị tác động đến năng suất chất lượng cà phê. Còn về mùa mưa mà lượng mưa lại quá lớn thì nó cũng không thích ứng với cái cây cà phê, đặc biệt nó gây ra xói mòn, rửa trôi, nó làm suy thoái đất. Cho nên chính vì thế đấy là cái điều kiện mà khách quan. Thế còn điều kiện chủ quan thì nó hai nguyên nhân. Nguyên nhất là do cây cà phê đã trồng lâu năm rồi, qua thời kỳ đến thời kỳ sinh trưởng, sau đó thời kỳ ra hoa đậu quả thì nó tuổi nó cao rồi, nó đến hết cái giai đoạn trong thời kỳ kinh doanh thì lúc đó là cây cà phê nó bị thoái hóa. Nguyên nhân nữa đó là sử dụng phân bón không hợp lý,
hoặc chế độ bón phân hợp lý thì nó dẫn tới là năng suất chất lượng cà phê nó bị giảm. Như chúng ta vẫn biết thì thói quen canh tác của bà con nông dân nói chung và đặc biệt là bà con trồng cà phê nói riêng thì cũng không ít bà con nhà vườn là vẫn có thói quen là nghe theo sự tư vấn của đại lý. Chính vì vậy nó gây nên cái tình trạng là lạm dụng phân bón hóa học hoặc là thuốc bảo vệ thực vật. Điều này sẽ gây ra những cái nguy cơ trước mắt và lâu dài như thế nào cho hệ sinh thái đất đai và cây trồng ạ? Cái hệ lụy của nó là thứ nhất là tuổi cà phê nó quá già, hết cái giai đoạn, gần hết cái giai đoạn kinh doanh, cây nó bị tàn lụi. Hai nữa là chúng ta vẫn sử dụng phân bón của nó không hợp lý giữa phân hữu cơ và phân vô cơ. Thế ngay bản thân là trong cái phân vô cơ, cái tỷ lệ liều lượng đạm lẫn kali nó cũng khác nhau so với các từng cái thời gian sinh trưởng của cây cà phê, dẫn tới cái năng suất và chất lượng nó bị giảm. Ba nữa mà nó là làm có những cái loại phân bón mà nó làm phú dưỡng cái nguyên tố dinh dưỡng đó, nó tức là vượt quá cái nhu cầu của cây, nó gây nên vấn đề ngộ độc. Thêm vào đó nó phát sinh những cái chủng vi sinh vật có hại như là E. coli, Salmonella, nó làm cho đất bị thoái hóa, chưa kể là mưa lớn nó bị xói mòn rửa trôi. Thì đấy là cái suy thoái đất trồng cà phê của vùng Tây Nguyên nói chung và các vùng khác. Vâng, rõ ràng là không chỉ là tác động từ biến đổi khí hậu mà từ những cái lịch sử canh tác cũng lâu dài, lâu ngày cũng gây ra những cái hệ lụy khiến cho đất của chúng ta bị nghèo kiệt dinh dưỡng đi. Chính bởi lẽ đó mà việc cải tạo đất và nâng cao dinh dưỡng cây trồng được coi là cái điều kiện then chốt và cái xu hướng tất yếu để chúng ta có thể cải tạo lại được cả một hệ sinh thái và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Vậy thì đối với những vùng trồng cà phê, việc cải tạo đất và nâng cao dinh dưỡng cho cây trồng sẽ cần được dựa trên những cái yếu tố như thế nào ạ? Về phân bón, thứ nhất là các nhà sản xuất các loại phân bón có chất lượng và theo đúng cái tỷ lệ đạm, lân và kali, rồi các nguyên tố trung lượng khác như canxi, magie, lưu huỳnh, rồi silic và các nguyên tố vi lượng nữa, nó thích ứng cho từng cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cà phê. Đấy, giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, giai đoạn sinh trưởng sinh thực và giai đoạn nuôi quả cà phê. Thì đấy là các nhà sản xuất phân bón phải đưa ra các loại phân bón như vậy. Còn hướng thứ hai là khi phân bón đã ra thị trường rồi thì nông dân phải sử dụng phân bón hợp lý theo bốn đúng. Thứ nhất là đúng liều lượng, hai là đúng tỷ lệ đạm lân kali, ba nữa là bón đúng thời điểm sinh trưởng sinh thực, thời điểm sinh trưởng sinh dưỡng và thời điểm ra hoa nuôi quả, và thứ bốn là cách bón để mà không bị mất đạm hoặc không bị rửa trôi các chất dinh dưỡng trong phân bón. Thì đấy là theo quy định là bốn đúng khi sử dụng phân bón cho cây cà phê nói riêng cũng như các cây trồng khác nói chung. Mỗi một cây trồng nó có cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, với thời điểm mà sử dụng phân bón của nó khác nhau, thì đấy là cái đặc điểm của mỗi cái trồng trong đó cái cà phê thôi. Hiện nay thì trong cái việc là sản xuất và tư đầu vào thì chúng ta có rất là nhiều những đa dạng các loại phân bón khác nhau, và trong đấy thì công nghệ vi sinh được coi là một trong những hướng đi để có thể giúp và giải quyết bài toán là nâng cao dinh dưỡng cho đất, cho cây trồng cũng như là ổn định hệ sinh thái vi sinh vật. Khách mời có thể phân tích cụ thể hơn về công nghệ này ạ? Thực tế mà nói về công nghệ vi sinh đã được nghiên cứu lâu rồi. Ở Việt Nam nghiên cứu có rất nhiều các đề tài, các dự án đưa các chủng vi sinh mà có ích vào phân bón hoặc là bỏ để vào đưa các loại phân bón để cải tạo đất. Hiện nay nó có hai hướng. Quan trọng nhất là tùy từng các loại vi sinh vật có ích. Có thể loại vi sinh vật cố định đạm, có thể vi sinh vật phân giải lân, có thể phân giải kali khó tan, và có những loại vi sinh vật mà nó có ích nó làm đối kháng với các loại vi sinh vật gây bệnh. Đấy, thì đấy là các chủng vi sinh vật có ích. Và tùy theo công nghệ anh đưa các chủng vi sinh vật vào phân bón thì nó có thể hai hướng. Một, cái loại phân bón vi sinh đó nó có tác dụng là cải thiện các chất dinh dưỡng, có thể là đạm, lân, kali cho cây trồng, hoặc là các loại phân bón đưa vi sinh vào nó có tác dụng là cải tạo đất, vật lý học này, sinh học này và hóa học đất. Thì đấy là hai cái hướng, một là nâng cao năng suất cây trồng qua dinh dưỡng, hoặc là cải tạo tính chất đất, lý học, hóa học, sinh học đất. Đó là hai cái hướng đó. Đúng là cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì sẽ giúp cho bà con nông dân của chúng ta sẽ có những giải pháp để phù hợp với từng loại đất và từng loại cây trồng, đặc biệt đối với cây cà phê. Và để giúp cho quý vị và bà con có thể hiểu rõ hơn thế nào là công nghệ vi sinh, cũng như cách ứng dụng công nghệ vi sinh vào trong từng loại vật tư đầu vào, đặc biệt là đối với bà con nông dân canh tác cà phê, thì ngay sau đây mời quý vị và bà con cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã ghi nhận được. Vừa qua, công ty cổ phần Super Phosphat và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức lễ ra mắt hai nhóm sản phẩm mới là NPK ép vi sinh Lâm Thao và hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao. Đây là thành quả trong mối liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng công ty BioWiz Việt Nam thuộc tập đoàn BioWiz của Hoa Kỳ.
Super Lân vi sinh Lâm Thao là sự kết hợp của phân bón vô cơ với các chủng vi sinh vật hữu ích, tạo nên giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng. Thành phần lân tồn tại ở hai dạng, lân tan nhanh và lân tan chậm. Lân tan nhanh có thể tan trong nước, được cây trồng hấp thụ trong thời kỳ đầu. Lân tan chậm chỉ tan trong dịch rễ cây, cung cấp dinh dưỡng từ từ và cải tạo đất, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cân bằng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng. Trong súp lân vi sinh Lâm Thao có chứa các nguyên tố trung lượng vi lượng khác như canxi, magie, silic, kẽm. Các thành phần này có khả năng cải tạo đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thu dinh dưỡng để nuôi cây, tăng cường chịu hạn, chịu rét, chịu sâu bệnh. Các dinh dưỡng trung vi lượng còn có tác dụng kích thích sự ra hoa, kết trái, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Chủng vi sinh vật Bacillus có khả năng đối kháng với các loại vi nấm gây bệnh cho cây trồng, đồng thời tham gia vào quá trình chuyển hóa chất hữu cơ khó phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản, giúp cho cây trồng dễ hấp thụ hơn. Loại phân này còn có tác dụng đặc biệt với cây trồng trong việc phát triển bộ rễ. Đây cũng là yếu tố để cây trồng phát triển nhanh, khỏe, đạt năng suất cây trồng và chất lượng nông sản cao hơn. Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì, giữ vững chất lượng sản phẩm phân bón truyền thống, Super Lâm Thao sẽ đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm mới và tích cực tổ chức nhiều hội nghị, chuyển giao kỹ thuật và các mô hình trình diễn sử dụng phân bón Lâm Thao để giúp nông dân nắm vững phương pháp sử dụng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Như trong phóng sự mà chúng ta theo dõi thì doanh nghiệp Lâm Thao cũng đã rất mạnh dạn đầu tư vào công nghệ vi sinh trong các dòng sản phẩm của mình. Ông đánh giá như thế nào về bước đi này của doanh nghiệp ạ? Công ty cổ phần Super Phú Phát Lâm Thao đã đưa bộ chủng vi sinh vật Bacillus vào hai cái loại phân bón. Đầu tiên là phân bón vô cơ, đấy, là NPK, đầu tiên là Super London này, sau đó là 5 cái loại phân bón NPK với tỷ lệ NPK khác nhau. Sau đó là cái loại thứ 7, đó là phân hữu cơ khoáng, đấy, NPKS, sau đó là cộng với lại vi sinh vật. Thì đấy là tất cả tổng cộng là có 7 cái loại phân bón, vừa là phân bón vô cơ và phân bón mà hữu cơ khoáng đưa vào thị trường. Thế cái chủng Bacillus này nó có đặc điểm, theo tôi đầu tiên ở dạng bào tử, nó có đặc tính này. Thứ nhất, nó chịu được nhiệt. Hai, nó chịu được cái nồng độ muối cao, đến 3.500 ppm. Ba nữa là chịu được độ chua từ 3,5 cho đến 9,5. Và bốn nữa là cái bào tử này nó vẫn sống khi mà hoàn chỉnh cái dây chuyền công nghệ sản xuất là phân NPK. Sau đó người ta đưa cái bào tử này vào, và bọc nó cũng như là phân hữu cơ khoáng, nó thành hữu cơ khoáng rồi xong đưa cái chủng vi sinh vật này bọc nó, và khi nó trở thành là phân hữu cơ NPK vi sinh hoặc hữu cơ khoáng NPK vi sinh đưa vào. Còn khi bón vào ruộng thì bào tử nó phát triển thành các vi sinh vật, nó sống, nó có hoạt tính sinh học cao. Đầu tiên tôi nghĩ là nó có khả năng phân giải phốt phát khó tan, hoặc có thể nó phân giải cả phốt phát khó tan và phả kali khó tan để cung cấp mà lân và kali cho cây trồng trong có cà phê, nếu ta dùng sử dụng cà phê. Thế từ đó thì có thể nó tăng cái sức đối kháng với lại các cái bệnh cho cây trồng, và lúc đó nó cải thiện, nó nâng cao được cái năng suất cũng như là chất lượng của cây cà phê nói riêng cũng như cây trồng khác nói chung. Với việc đưa chủng vi sinh vật Bacillus vào thì theo ông nó sẽ giải quyết được những cái bài toán, những cái thách thức như thế nào mà đất đai ở Tây Nguyên và đặc biệt là người trồng cà phê đang phải gặp phải? Khi 7 cái loại phân bón mà có vi sinh của Bacillus này vào được Cục Bảo vệ Thực vật thì bắt buộc là nó phải có một trong 3 cái tác dụng. Đầu tiên là phải nâng cao được năng suất cây trồng trên 10%, hoặc là nó phải nâng cao cái hiệu suất sử dụng phân bón. Ví dụ là tôi thu được bao nhiêu kg cà phê cho 1 kg phân bón, đấy là cái hiệu suất sử dụng phân bón. Và 3 nữa là phải tăng được cái hiệu quả kinh tế sử dụng cái phân có vi sinh này. Thì là công ty đã đưa vào qua kết quả khảo nghiệm trên diện hẹp và diện rộng trong 2 năm thì đã chứng minh rằng là cái năng bội thu năng suất ấy, nó tăng được là từ 15-20%, còn cái hiệu quả kinh tế được nó là tăng được là khoảng trên 20%. Như thế là đạt cái tiêu chuẩn được chất lượng phân bón được đưa vào thị trường tiêu thụ. Và đã đưa vào thị trường này, phần sau này chỉ hướng dẫn sử dụng phân bón nó hợp lý để tiếp tục được nâng cao năng suất cũng như là hiệu quả kinh tế, đồng thời nó duy trì và được nâng cao cái độ phì nhiêu của đất trồng cà phê nói riêng
và cây trồng khác nói chung. 20% là một con số tương đối ấn tượng. Và đặc biệt là trong bối cảnh khi mà bà con nông dân đang phải chịu sức ép rất là nhiều từ việc là giá vật tư đầu vào thì tăng, mà trong khi đấy sản phẩm thì tiêu thụ cũng rất là bấp bênh, thì cái việc là chúng ta có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm cái chi phí đầu vào thì cũng là điều mà bà con nông dân của chúng tôi đang rất là quan tâm ạ. Và đối với bà con nông dân thì để mà chuyển đổi thói quen canh tác, để mà có thể tiếp cận được với các biện pháp khoa học kỹ thuật mới thì cũng là một cái quá trình. Làm thế nào để có thể thuyết phục được bà con có thể tiếp cận được với công nghệ này ạ? Cái việc mà tiếp cận với lại nông dân ấy, thì cái vai trò quan trọng của trung tâm khuyến nông, của cán bộ khuyến nông hoặc của các nhà khoa học mà đi làm các thí nghiệm thực tế trên địa phương. Anh đã biết tác dụng của cái loại phân bón này rồi, để anh hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nó để nâng cao cái hiệu suất sử dụng phân bón, từ đó nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Còn hiện nay các công ty, bởi vì anh đã vận chuyển một cái lượng lớn mà chưa qua đường dài từ Phú Thọ vào đây, vào Tây Nguyên đã đường dài, thì anh nên sử dụng các loại phân mà vi sinh nó có hàm lượng NPK cao. Thì nó, nếu mà sử dụng cái hàm lượng NPK nó thấp thì nó đội giá chi phí phân bón lên. Thì đấy là, tức là sử dụng cái phân bón NPK hàm lượng cao vi sinh cộng với vi sinh thì nó giá thành nó vận chuyển nó sẽ giảm hơn so với loại phân bón mà nó là trung bình đấy, năm 13 hoặc 12 năm 10 so với lại 13 hoặc là 16 8 16 hoặc 16 16 8, thì nó giảm được cái chi phí vận chuyển đấy, đồng thời nó hỗ trợ cho cái giá mua của nông dân. Thêm vào đó là cộng với tác động của công tác khuyến nông đấy, của địa phương hướng dẫn bà con nông dân hoặc các doanh nghiệp sản xuất nông sản đấy, người ta sử dụng hợp lý thì nâng cao được cái hiệu quả kinh tế. NPKS và hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao là hai trong nhiều tiến bộ khoa học được các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp phối hợp nghiên cứu với công ty Superphosphat và hóa chất Lâm Thao. Phân bón NPK 16-16-8 có bổ sung vi sinh, thì là hai là cái sản phẩm NPK 16-8-16 vi sinh thì là nó giúp cho cái đất của chúng ta có cái độ mùn, độ màu, nó cải tạo đất. Cái thứ hai là nó bổ sung cái dinh dưỡng đa trung vi lượng, nó đầy đủ và nó tạo cả cái vi sinh vật ở trong đất, nó giúp cho cái đất của chúng ta tơi xốp, có độ mùn, độ màu. Đấy, giúp cho cái rễ cây của chúng ta là nó phát triển tốt và nó giúp cho cái cây cà phê của chúng ta là cái năng suất nó sẽ đạt được. Bên cạnh việc cung cấp giải pháp khoa học, công ty còn cử cán bộ kỹ thuật về tận nhà vườn, hướng dẫn tập huấn cho nông dân, đồng thời triển khai phương án chi trả chậm, giảm tải nỗi lo về tài chính. Vì thế, nhà nông không còn chật vật trong việc chăm sóc cây như trước. Vườn cà phê cũng từ đó mà cải thiện rõ rệt. Trong quá trình tìm hiểu thì tôi cũng được đi tìm hiểu của các cái những hộ nông dân khác, thì tôi thấy các cái hộ nông dân đó cũng xài cái phân Superphosphat Lâm Thao, phân sinh học. Thì tôi có sử dụng cách đây được 2-3 năm. Trong quá trình sử dụng thì tôi thấy có cái sự cải biến hơn, cái chất đất nó tơi xốp hơn, rồi cái cây lá thì nó có độ sinh trưởng nó tốt hơn, rồi ra trái nó, cái tỷ lệ trái và bông nó sản lượng nó đạt hơn, kháng được bệnh dày nâu và dày sáp, thế cho nên là nó cũng được hạ được cái giá thành cho cái về thuốc bảo vệ thực vật. Do mình bón phân là chỉ có bón vào mùa mưa thôi, mà bón phân vào mùa mưa thì tôi thấy là nó có cái cải tạo đất, cải tạo mùn màu. Thấy về mùa mưa ấy, là đi vào trong rẫy thôi, so với các vườn khác tôi nói là nó phải một trời một vực. Đi vào vườn của tôi là cái mùn run nó đùn lên nhiều lắm, tức là tôi biết là bỏ cái loại này, cái sản phẩm này là nó cải tạo đất thì nó mới lại có những cái con vi sinh vật rồi nó phát triển được, thì nó mới có độ tơi xốp, có độ dinh dưỡng cao cho đất.
Có thể thấy rằng là chúng ta sẽ cần rất là nhiều những giải pháp, không chỉ từ sự nỗ lực của bà con nông dân trong cái việc là thay đổi thói quen canh tác, mà bên cạnh đấy chúng ta cũng cần có những cái giải pháp từ doanh nghiệp. Bên cạnh việc tối ưu hóa chi phí logistics thì theo ông, doanh nghiệp sẽ cần có những biện pháp phối hợp với bà con như thế nào để có thể xây dựng được mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và nhà nông ạ? Doanh nghiệp muốn một cái tiêu thụ nhiều cái sản phẩm phân bón có chất lượng của mình cho bà con nông dân thì đầu tiên anh cố gắng là giảm giá, có thể là giá vận chuyển. Hai nữa là anh phải khuyến khích là trả giá nó muộn hơn, sau khi thu hoạch cà phê người ta mới trả giá, tức là không, người ta cũng phải bỏ tiền vốn là mua phân bón cho cái cà phê, mà sau khi người ta thu hoạch cà phê thì lúc đó người ta trả giá muộn hơn. Thế thêm vào đó thì người ta đỡ cái cơ công vay lãi suất ngân hàng, thì đấy là một hai cái bước mà tôi nghĩ là nó thuận lợi nhất cho công ty. Nó còn tất nhiên là công ty bao giờ muốn lời, thế mà nông dân thì bao giờ cũng là muốn là chi phí ít, nhưng mà trong vấn đề kinh tế thị trường thì nó phải hài hòa giữa hai nơi. Anh giảm cái chi phí vận chuyển là một, hai là anh giá phân bón mà sau khi thu hoạch. Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất phân bón nào cũng phải liên kết với các nhà khoa học, bởi người ta có kinh nghiệm, người ta xác định, ví dụ về khoa học về phân bón chẳng hạn, ít ra người ta đã biết về chất lượng phân bón của từng loại cây trồng trên cái vùng đất của loại đất này, nó tính chất lý học, hóa học, sinh học làm sao, và trên cơ sở đó là đối với cây trồng này nó cần liều lượng dinh dưỡng đạm, lân, kali hoặc trung lượng hoặc vi lượng khác ở liều lượng tỷ lệ bao nhiêu. Rồi thêm vào đó, từ đó doanh nghiệp mới hướng tới sản xuất các loại phân bón. Nó có thể như một loại thích ứng cho một cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, hoặc có loại phân bón nó thích ứng với nhiều cây trồng ở từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Thì đấy là cái vai trò các nhà khoa học giúp các doanh nghiệp sản xuất các cái loại phân bón hợp lý, chất lượng hợp lý. Đồng thời người ta đã nhà khoa học thì người ta từng gắn với công tác mà làm thí nghiệm đồng ruộng, thí nghiệm về như là hoạt động khuyến nông ấy, thì người ta giúp nông dân sử dụng phân bón hợp lý để mình nâng cao là hiệu suất, hiệu quả kinh tế của loại phân bón mà của một công ty nào đó sản xuất. Các nhà khoa học thì sẽ giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ và doanh nghiệp thì giúp cho ý tưởng công nghệ có thể đi đến thực tiễn và trở thành một sản phẩm mà có thể tiếp cận với đa số người tiêu dùng, đặc biệt là bà con nông dân ạ. Và nói về cái việc là đầu tư vào công nghệ vi sinh trong việc sản xuất phân bón thì muốn đầu tư vào lĩnh vực này, các doanh nghiệp sẽ cần phải giải quyết được những bài toán công nghệ ra sao để có thể cho ra được những sản phẩm thật sự hữu ích và chất lượng ạ? Tôi nói ví dụ như vừa rồi công ty Superland đưa cái chủng bộ chủng vi sinh Bacillus của Mỹ vào ấy, thì đầu tiên đấy anh phải đàm phán bên kia cái vai trò của bộ chủng Bacillus này nó có tác dụng gì để tôi mới đưa vào phân bón, tôi mới tăng được năng suất, vì lúc đó tôi mới lái được. Đầu tiên là cái đối tác mà đưa bán cái bản quyền là công nghệ vi sinh vào nó có đúng không, sau đó là tôi phải sản xuất thử, sau đó tôi phải qua công tác khảo nghiệm phân bón diện hẹp diện rộng theo đúng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp. Và khi mà chất lượng phân bón nó đáp ứng được tăng năng suất trên 10% hoặc là nó tăng hiệu quả kinh tế trên 10% thì lúc đó nhà nước ta mới cho phép sử dụng cái loại phân bón này trên thị trường, và lúc đó công ty mới chính thức được ký hợp đồng với bên nước ngoài là tôi mua công nghệ của anh và ra sản xuất phân bón đấy, 7 loại phân bón đó. Vâng ạ, sẽ phải trải qua những bước từ nghiên cứu cho tới khảo nghiệm và cho tới sản xuất thương mại một cách rất là chặt chẽ theo quy định của nhà nước. Và để làm thế nào bà con nông dân có được sản phẩm tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt nữa. Rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của khách mời. Và thưa quý vị và bà con, hy vọng rằng với sự nỗ lực thay đổi tư duy từ người sản xuất, sự vào cuộc đồng hành của doanh nghiệp, của nhà khoa học cũng như các cơ quan quản lý, thì sẽ nhiều hơn những nhà vườn có điều kiện tiếp cận với công nghệ vi sinh để làm thế nào chúng ta cải tạo đất, nâng cao dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là cây cà phê, và để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững.